Bây giờ chuẩn bị trộn kem. Chủ yếu là cái cách trắng này nó về xuống mới trộn được cái kem ủ biếc cho mấy chị. Chứ cái cách trắng mà nó không về là không có dám trộn ủ biếc với lại một cái cách trắng này nữa nè. Tỏi là sơn trộn rồi đó. Đây này, tỏi tươi nè. Cái này là cốt tỏi nè. Đó. Đây, cách trắng mì tôm. Em nói là mì tôm thôi chứ nó là cách trắng cam. Được chưa? Rồi cái này là cách trắng dâu. Đó. Để mình trộn cho mấy chị một cái thau kem ủ. Một cái thau kem ủ mà phải nói là xuất sắc nhất. Xuất sắc nhất. Đó, bữa nay tôi thấy bà có cục kim cương rồi đó nha. Đó. Một cái thau kem ủ loại VIP nhất cho mấy chị. Loại VIP là loại trắng nhanh đó mấy chị ơi. Đó, ủ một ngày là da trắng lên đó. Biết sao mà em có cái động lực mà trộn kem ủ cho mấy chị không? Đó. Xuân ơi giải bài cho chị một lời nói sao chị Gia Hoàng ơi. Đó, sao chị yêu ơi. Cái này nè là cách trắng cam. Mấy bà mua hũ này bán là biết bao nhiêu tiền không? Một hũ như này nè. Tôi mua vô để tôi trộn cho mấy bà ấy. Mua vô mà để trộn cho mấy bà ấy 140 ngàn một hũ rồi. 140 ngàn một hũ rồi đó. Đó, ngày nay hối 1, 2, 3 phải về hàng để cho em trộn cho khách. Mà cái hũ nó đâu có đòi đâu mấy chị. Mua bật cái hũ này. Có nửa hũ à. Hũ này như bị sao rồi. Để đem ra đậu. Đây nè. Nó không có đòi nha. Ui ui. Đó. Nó có nửa hũ này mấy chị thấy không. Đó mà 140 ngàn một hũ để trộn nha mấy chị là kích trắng á. Trộn hũ này nha. À về vấn đề không biết lựa chọn. Không biết lựa chọn hả người đẹp. Đây. Đó, mấy cái ủ này nó mắc tiền ghê lắm. Nhưng mà được cái trộn vô ủ ấy trắng nhanh ghê mấy chị. Ủ này nha, vừa có tỏi, vừa có kích trắng, vừa có dưỡng cho mấy chị luôn. Và cấp ẩm cho da của mấy chị luôn. Nên mấy chị xài một phát là da mấy chị nó đẹp liền. Xài một phát là da đẹp liền. Ủ một ngày là da trắng liền. Xài ủ ngày tối mình xài nữa hòn hả chị? Ừ, ừ em. Đó. Bây giờ trộn một cái thau kem ủ ngày loại VIP nhất cho mấy chị. Được chưa? Rồi cách trắng. Cách trắng này á, bữa nay tôi có 20 chai, bà nào muốn mua thì tôi chia lại cho. Một chai là 180 ngàn. Ngày qua giờ có bà bé buôn bà hỏi á. Đó. Nhưng mà cái này á, bữa nay nó mới về 20 chai để tôi trộn kem ủ VIP nè. 180 ngàn một chai á, còn cái cách trắng dâu với cách trắng cam á là 140 ngàn một chai, cái đó là giá tôi mua vô ấy. Chứ còn giá mà bán ra sẽ cao hơn nữa ấy. Mấy cái này tôi nhập về để tôi trộn với mấy chị. Đây là hiệu quả cấp tốc luôn nha. Kích trắng hiệu quả cấp tốc luôn nè. Đây. Hiệu quả cấp tốc với nè. Hiệu quả cấp tốc nè. Kích trắng. Được chưa? Mấy chị thấy ok chưa? Em trộn 3 chai nha. Đó. Đúng rồi, bây giờ đang trộn kem ủ loại VIP nhất cho mấy chị nè. Cho em xin một lượt chia sẻ bài trên trang cá nhân ở chế độ công khai. Một lượt chia sẻ bài lên view cho em để em xin tặng cho các chị. Kem ủ loại VIP nhất. Em đâu có định trộn nữa đâu. Tại vì mua mấy cái này nó tốn tiền nhiều. Với lại hôm nay là người ta hết hàng. Xong em năn nỉ người ta gom về cho em á. Em năn nỉ cho khách nhà em bây giờ đang ưng cái dòng này quá. Mà bây giờ chị làm sao á để lấy về cho em để em trộn cho khách đi. Đó, chứ mấy cái này nó mắc mà nó đang bị đứt hàng á. Nó đang bị đứt hàng á, đâu có đâu. Đó, mà bây giờ ráng gom về. Mắc quá. Nhưng mà nó trắng. Đó. Đã trắng mà còn mềm mạc vàng nữa, ai chịu nổi. Cái đầm này xinh lắm nha. Đó. Lên view, lên view, lên view, lên view, lên view. Để Xuân trộn tặng quà. Chia sẻ lên cho em nha, nữa hoàng xài ngày xài đêm luôn đều được nha chị Phương Lê ơi. Xài ngày xài đêm luôn. Hiệu quả cấp tốc 99%. Đây. Mát lắm. Đó, rồi. Bây giờ tôi bắt đầu trộn. Lên view cho em để em Xuân tặng quà. Để em Xuân tặng quà. Được chưa? Vô. Đó, để em trộn kem xong em sẽ báo giá cho mấy chị. Nha chị Trương, Nguyễn Văn Trương. Vô. Lên view đi. Đó, mạng bị lắc. Đúng rồi, tầm giờ này là mạng nó lắc lắm mấy chị. Đó, thấy không?
cái hũ này chứ nó đâu có đầy hũ đâu, nó có nửa hũ rồi mấy chị đó, mà nó mắc tiền thì bà cố luôn. Được cái trộn cái này vô ấy, kem nó tránh nhanh cho mấy chị. Trong kem là có cốt tỏi này, có tỏi tươi này, rồi có tỏi BHA cho mấy chị rồi đó. Bây giờ ấy Sơn trộn thêm cất vô đó, vừa cất vừa tỏi nữa thì chịu gì nổi mấy chị, đúng không? Vừa cất vừa tỏi nữa chịu gì nổi. Cho em xin một lượt chia sẻ bài đi mọi người đó. View thấp là Sơn không có tặng quà đâu ấy nghe. Lên view cho em để em tặng quà cho mấy chị trên livestream này. À, trời ơi, nếu bong thêm được nữa. Không chị ơi, không. Bây giờ nha, xài mà nó bong ra da rầu, xài kem giùm em nha. Em quấn chị bây giờ nha chị Gia Hòn, đừng có tham lam. Xài đây rầu ít bữa nữa, ví dụ tầm 2 tháng đến 3 tháng chị quay lại chị xài kem bong da nữa nha. Chứ bây giờ không có xài nữa. Được chưa? Trộn cho mấy chị. Quá xuất sắc luôn rầu. Cho em xin một lượt chia sẻ bài trên trang cá nhân ở chế độ công khai. Thấy nha chị Hoa Ngô ơi, em nhìn thấy chị nha. Vừa cất vừa tải. Cái này là thau kem ủ loại vip nhất, kem ủ ngày. Ngọc Ngà xài ngày hay đêm vậy mới nhận hàng. Ngọc Ngà xài ban ngày ban đêm đều được nha chị Thúy Hằng ơi. Đó, xài cả ngày cả đêm luôn đều được á. Nhưng mà ở nhà có kem ủ rồi thì ủ xài ngày, Ngọc Ngà xài đêm, được chưa? Cũng như Nữ Hoàng xài ngày xài đêm được. Nhưng mà ví dụ như mà các chị xài kem ủ thì kem ủ các chị xài ban ngày. Còn á, kem Nữ Hoàng á, xài ban đêm. Đó, kem ủ vip với Nữ Hoàng trộn bộ ba tỏi hỏa tốc nữa xài sao. Thì bây giờ Nữ Hoàng em xài ban đêm, kem ủ em xài ban ngày nha Khang Di nha. Đó, một lượt chia sẻ bài lên cho Xuân mấy chị. Đây là vitamin. Đó, vitamin nuôi dưỡng da. Cái gì cũng phải có dưỡng da. Đó, tỏi rồi phải có kích rồi phải có dưỡng nữa, nó mới gọi là đạt hiệu quả cao. Làn da đẹp không phải là làn da trắng không đâu mấy chị. Làn da đẹp nó vừa trắng, nó vừa khỏe da, da nó không bị mỏng, không bị yếu mới gọi là làn da đẹp, đúng không? Đó, nên là trộn á là trộn đầy đủ nhiều cái yếu tố. Đó, nó sẽ giúp cho da của mấy chị đẹp, trắng khỏe, trắng đẹp nha. À, Sương có giảm cân không? Hiện tại thì em đang nhịn ăn mỗi ngày chị ơi, một ngày ăn một chén cơm. Đó, mỗi ngày em ăn một chén cơm, tối lại thì em ăn thêm bún. Ví dụ ăn bún ở em ấy gọi là có bún tôm ấy mà ngồi bún tôm ấy, bún tôm thì em ăn thêm một ít bún tôm nữa rồi xong. Ban đêm em nay em không dám ăn cơm luôn ấy. Đó, rồi comment trên livestream cho em Sương. Bây giờ bắt đầu nè, comment lên giùm em là kem ủ loại vip nhất, dễ bong lắm, thoa dày lên mau bong. Thoa kem bong da các chị thoa xong mặc áo khoác vô ấy, nó nhanh bong da. Hoặc là các chị ủ ni lông ấy, nó nhanh bong da mấy chị lắm. Đã bong xong bây giờ chị thoa Nữ Hoàng á, chị Gia Hoàng Nữ Hoàng với tỏi tươi đó, da chị sẽ trắng hết cỡ cho chị coi. Đó, đây kem ủ loại vip nhất, chia sẻ bài lên comment trên livestream là cho em là kem ủ loại vip nhất. Xin quà đừng bình luận số điện thoại nha mấy chị nha. Xin quà đừng có bình luận số điện thoại nha. Xin quà ấy là mấy chị chỉ comment cho em từ ngữ thôi. Được chưa? Nhớ chia sẻ lên cho em. Lên view đi mấy chị. Bây giờ em like cái like này rồi em nghỉ á. Tối nay em không có like tối, em không có like khuya ở Gia Hòn. Tại vì á, cái cổ họng của em đang điều trị. Em like nữa là chị Thư Lĩnh sẽ la em. Mới biểu chị Thư Lĩnh á kê cho em cái toa thuốc gọi là mạnh nhất. Mạnh thiệt là mạnh, uống cái là nó bốc liền ấy. Đó, uống hồi sáng hồi chiều nay là nó bốc liền ấy. Mạnh nhưng mà uống như vậy á, là dễ bị tổn hại sức khỏe lắm. Nên là chị không dám cho em uống luôn, chị la hoài luôn, nên đây em sẽ like ít ít lại. Chứ không để chị Thư Lĩnh la em nữa. Rồi, cảm ơn chị Phương Cao này nha. Kem ủ loại vít, loại vít giùm em. Loại này các chị ủ một ngày là da trắng, một ngày là da bật tông đó mấy chị ơi. Hồi trưa chị chốt đơn qua tin nhắn gửi cho em. Hồi trưa chốt đơn rồi đúng không chị? Tối nay em sẽ gói nha. Tối nay gói và sáng mai là hàng nó đi rồi đó chị. Tại vì hồi trưa giờ em đi đám cưới mới về. Em đi đám cưới em nói mấy chị em không có trang điểm luôn. Ngày qua em nói mấy chị là để sáng nay em đi make up, em quýnh lồng lộn lên. Cho tới cái đám cưới đó em gọi là nổi bật nhất. Nhưng mà không kịp, hồi trưa like đó, trời đất ơi còn 800 khách luôn, em cấp mấy luôn. Thiệt luôn, thất lễ quá trời luôn á. Còn 800 khách mà tắt mấy cái rập luôn.
Tại vì là tới giờ đi đám cưới rồi, tắm rửa xong vô cái thoa kem mặt lên xong, tô son đi đám cưới. Không có trang điểm gì từ hồi chiều giờ về này đó, cái mặt em từ hồi sáng tới giờ luôn. Chỉ có thoa kem mặt lên xong đi đám cưới, tóc thì đó từ hồi sáng giờ luôn, đó. Bởi như đó đơn giản, cái mặt em là đi em không có trang điểm, không make up nhiều luôn ấy. Tại vì biết sao không, cái da mặt mình nó đẹp. Đó, cái chị đi đám cưới mà cái chị make up nhiều ấy. Trời ơi, phóng đồ ấy, khi mà vô mình nhắc vào cái mùa này, nó nóng lắm mấy chị, cái đầu nó chảy mồ hôi ra, trời ơi phóng nó trôi, trời ơi nhìn cái mặt mình nó ghê lắm. Nên là em là nói chung là em giản dị nhất có thể, chỉ cần thoa một lớp kem dưỡng mặt thôi, xong rồi thoa thêm chống nắng sơ sơ lên. Tính là cái da mặt em nó đẹp mà nó trắng sẵn rồi, nên mình thoa kem chống nắng lên mình đi đẹp rồi. Trang điểm nữa mình mắc công rồi chụp hình với cô dâu rồi bị dân mạng chửi nữa. Vẫn chơi rồi hả. Rồi bây giờ bắt đầu đọc tên tặng quà nè. Lên view cho em Xuân để em Xuân tặng quà cho mấy chị trên livestream. Kem loại VIP nhất, chị nào đã mua kem nhà em Xuân mà chưa có quà, mua kem nhà em mà chưa có quà, comment lên giùm em. Đó, chưa được tặng lần nào luôn, chưa được tặng dù một lần luôn. Bất kỳ một cái quà gì cũng vậy mà chưa được tặng lần nào. Đó, chứ đừng kêu tôi được tặng bột rồi, chưa, tôi chưa có kem, tặng kem cho tôi đi nha. Bất kỳ một món quà gì chưa được tặng là mình chưa được tặng. Rồi bây giờ Xuân bắt đầu đồng tên tặng quà trên livestream này. Nhớ là chia sẻ bài và thả tim lên cho em nha. Đây trộn cái đâu kem ủ là VIP nhất cho mấy chị đó. Cái này là tỏi ma, tỏi axit dâu. Đó, trong này có cốt tỏi, có tỏi tươi và có tỏi BHA rồi. Bây giờ thêm tỏi ma vô. Đó, rồi bây giờ mình thêm cái trắng vô. Tôi còn bột mà hết kem rồi đây. Đây là kem ủ VIP nhất. Kem ủ loại VIP nhất nha. Kem ủ loại VIP nhất, loại ủ một ngày da bật tông. Tặng cho người đẹp ngon em. Tặng cho người đẹp ngon em. Rồi, tiếp theo mình tặng cho chị thứ hai trên livestream mua kem nhà Xuân mà chưa được tặng lần nào. Tặng cho chị Ngọc Nữ. Đó, chị mua 4 lần mà chưa được tặng án. Rồi, ok. Ui trời, nó thơm dã man luôn á Gia Hoàng ơi. Nè, thơm lắm luôn Gia Hoàng ơi, là Gia Hoàng. Thơm lắm luôn chị Vô Thường ơi. Kêu tên mấy bạn cho mấy bạn viền trên nè. Cái kích trắng này nè, thoa lên da cái là nhìn cái da mà nó khác liền nha. Đó, mà thơm gì đâu luôn. Nè, đã lắm. Xanh quà đừng bình luận số điện thoại nha mấy chị. Xanh quà chỉ comment cho em là kem loại VIP nhất. Đó, cái kích trắng này nó đã lắm. Rồi tiếp tục em tặng cho chị thứ ba trên livestream. Chị thứ ba trên livestream, em tặng cho chị Phượng Võ. Mua nhiều chưa được tặng kem ủ. Mua nhiều mà chưa được tặng đúng không? Rồi ok, tặng cho chị Phượng Võ. Rồi tiếp tục tặng cho chị thứ tư trên livestream. Tặng cho chị Gấu Hoa. Chị mua kem nhà Xuân chưa được tặng lần nào. Ok, tặng cho chị Gấu Hoa chưa được tặng lần nào. Nhớ giùm em là chưa được tặng lần nào nha. Đó. Rồi tiếp tục mình tặng nữa nè. Được tặng quà là nhắn tin vô Messenger giùm em. Bên em không gọi điện chốt hàng tặng nha. Đó, nên là chị nào được tặng quà là nhắn tin vô trang Facebook mà Xuân đang livestream để bên Xuân chốt đơn cho mấy chị. Chứ còn bên em không có gọi chốt hàng tặng nha. Để mấy công là mấy chị hiểu lầm kêu đọc tên tặng nào sao không chốt đơn đâu nữa. Nhắn tin vô trang Facebook mà Xuân đang live này nè để bên Xuân gọi chốt đơn cho. Được chưa? Rồi tiếp tục tặng cho chị Uyên Châu. Ước gì được tặng một lần là chị thứ năm trên livestream. Rồi tiếp tục tặng nữa nè. Lên view chia sẻ bài lên cho em. Đây là trộn cái lau kem ủ VIP nhất luôn á. Ủ một ngày là da trắng lên đó mấy chị. Một ngày là da trắng lên đó mấy chị. Đó. Rồi bà nào mua kem nhà tôi mà chưa được tặng quà, mua nhiều mong được tặng quà. Ok, tặng cho bà Lan Thúy. Đó, tặng cho bà Lan Thúy. Rồi, thứ sáu rồi đó nghe. Tặng thêm một bà nữa đây. Ngày nay mình tặng nhiều đó. Cái ủ này tặng ủ 200g thôi nha mấy chị. Tại vì loại này là loại VIP nhất luôn rồi đó. Trời ơi, cái kích trắng này, thoa lên da này mấy chị. Siêu đã, siêu đã, siêu siêu đã. Tiếp tục, tặng nữa. Chưa hết đâu. Tôi tặng đủ 10 người luôn. Vô like cho em xin một lượt chia sẻ bài đi. Chia sẻ bài lên cho em đi. 7 chị đâu? 6 7 chị đâu? 7 chị đâu á? Tặng 3 người nữa đủ 10 người luôn. Cho em xin một lượt chia sẻ bài lên. Cho em xin một lượt chia sẻ bài lên mấy chị. Chia sẻ bài lên cho em đi mấy chị.
Đây. Chai cách tránh có tình không chị? Chết cha bà. Bà biểu tôi tặng cái chai cách tránh đó là tôi xỉu cái đùng liền. 180 ngàn một chai đó bà. Mua về để dành trộn kem thôi chứ mua cũng không dám bán luôn ấy. Không có hàng để bán luôn ấy. Để dành trộn kem cho mấy bà thôi nha. Biểu tôi tặng là tôi xỉu liền. Rồi bây giờ tôi trộn kem lên nè. Các bạn nhìn nè. Đó. Rồi bây giờ em Sơn tiếp tục đọc tên tặng này nha. À... đâu rồi? Đúng rồi, bữa nay em chơi lớn luôn á. Cho em xin một lượt chia sẻ bài lên cho em 300 view đi. Còn lại 3 người nữa. Cho em 300 view để em lấy cái động lực đi mấy chị. Mình tặng nhiều mà view nó lên cao vậy trơn trời nè. Đó. Tặng cho chị Nghĩa Thiên Tuấn Thảo. Đó. Tặng cho chị Nghĩa Thiên Thuân Tuấn Thảo. Trời, cái tên đọc tôi liệu lử luôn á bà. Đó. Trời, trộn rau kem quá trời quá đất. Ủ này nha, ủ này là ủ siêu tốt mồ hôi. Siêu đổ mồ hôi, ủ một ngày là da trắng lên. Dùng kem bông xong dùng ủ vip được, kem vip được không em? Được chị, quá được luôn. Tại vì kem vip này là kem ủ trắng rất là nhanh. Chị ủ một ngày là da chị nó đã trắng lên. Mà đặc biệt là mấy cái chị mà đang xài kem bông da ấy, nó ra da non rồi chị ủ cái này một ngày, chị thấy da chị lên tông trắng liền. Chị ủ cỡ chừng 5 ngày là da lên tông bạch tạng liền đó chị. 5 ngày là lên tông bạch tạng liền. Được chưa? Rồi bây giờ em Sơn tặng cho chị Du Mi Ngân là chị thứ 9 rồi đó nghe. Chị thứ 9 rồi đó. Chị thứ 9 rồi đó, còn một chị nữa. Không lên nổi 300 người coi buồn dữ ta. Rồi, tiếp tục chưa được tặng lần nào. Mua kem nhà Sương 2 năm rồi. Ok, tặng cho chị Nguyễn Thư. Đó. Em đọc luôn cái bình luận của mấy chị đó nghe. Chính xác là 10 chị rồi đó mấy chị. Rau, không tặng nữa. Bây giờ bắt đầu chốt đơn. Quất luôn nửa ký ủ cho nó trắng bạch tạng, trắng mành mai luôn đi nha. Bây giờ mấy bà quất cho tôi nửa ký à, chốt cho em nửa ký kem ủ loại vip này 200.000. Ủ cho nó thành ma luôn. Ủ trắng như mai vậy đó. Trắng ghê lắm nha mấy chị nha. Nhiều khi á mình ủ xong á, mình đi ra ngoài đường ma nó thấy nó còn sợ luôn. Chơi vậy đó. Đây là kem ủ loại mạnh nhất, loại vip nhất. Chốt cho em nửa ký 200.000. Bà nào chốt đơn kèm Sơn hỏi giùm em. Bây giờ nãy giờ tặng 10 chị rồi. Chị nào hôm nay không may mắn thì ngày mai ngày mốt mình sang tiếp. Không có gì phải buồn. Tại vì ngày nào Sơn cũng tặng quà đó. Hả? Các chị nhắn theo dõi cái fanpage Sơn đang livestream. Xong rồi mỗi lần mà Sơn bật livestream lên nó có thông báo nhảy vô đầu live tương tác bài. Đường nào cũng sẽ có quà. Được chưa? Rồi ok chị Nguyễn Niềm. Bên em không có bán 100g chị ơi. Chị xài kem nhà em ấy ví dụ bị giấm thì chị có thể gửi trả lại em. Em hoàn tiền cho chị nha, chị danh thạm nha. Còn cái ừ, mua kem về xài thử tránh mua nữa. Không nha mấy chị. Đó. Xài luôn lần đi nó mới tránh. Chứ không xài không phải một ngày hai ngày cái nó tránh lên liền đâu. Nha. Một ngày gọi là tránh ra ấy. Ở đây là da nó mịn hơn, nó bật tông, nó sáng hơn chứ phải một ngày da nó trắng đâu. Kem này make up da không chị? Dạ không chị ơi. Đa phần kem nhà em là nuôi dưỡng da, ủ cho da mà nó đổ mồ hôi nó trắng nhanh. Nó trắng thiệt cái da mình chứ nó không make up nha. Xài ba cái kem make up á chị thoa lên nó trắng, chị tắm nó đen lại. Xài chi cho mấy công tốn tiền chị. Thà chị dưỡng cái này 5-10 ngày da chị nó trắng lên. Gọi là nó trắng thiệt sự do da của chị luôn. Được chưa? Đúng rồi. Bữa nay á do mấy chị đòi quá em mới về thêm nè. Em đi mà tìm em mua cái chai cách trắng, rồi cái hũ cách trắng về em trộn cho mấy chị nè. Đó. Chị nào đang càng cho livestream để lại số hộ giùm em. Giờ ma là chuyện nhỏ thành quỷ rồi. Thiệt luôn á, đúng luôn á chị. Giờ toàn là quỷ là yêu không chứ đừng có ma nữa. Trắng như quỷ vậy đó. Xài cái mũ này là trắng như quỷ vậy đó nha mấy chị. Đây kem này nè. Đó, trời ơi, nhìn cái da tay của em với da tay ông Sang nè. Ra đường người ta mà rọi pin thấy em một cái là ngã ngứa liền. Hồi chiều em đi đám cưới, trời ơi, ông chở em đi bằng xe máy mấy chị. Nhìn cái chân mình y như nó bắt sáng vậy đó. Trời ơi, trắng dữ vậy. Xong bước vô đám cưới, ngồi gần mấy em hay mấy chị gì đó, mình tưởng đâu chắc mình đen lắm chứ. Ai vô mấy bà đó là yêu. Em so da với mấy bà đó cũng y như em với ông Sang vậy nè. Cái chết rồi sao mình trắng dữ vậy. Trắng quá. Trắng quá xá luôn. Có người ở đây gọi là trắng nhất đám cưới luôn á. Nói người ta kêu nổ với mình y vậy luôn. Trắng ghê lắm. Em bước ra ngoài đường là y như là ma vậy đó. Rồi. Bây giờ mua hũ 200g với hũ nửa ký chứ không có hũ 100g nha. 200g chốt cho mấy chị là 120. Nửa ký chốt cho mấy chị là 200.000. Chị nào chốt đơn kèm số điện thoại giùm em. Chứ không có hũ 100g. Xài kem, xài thử là xài thử như nào, xài thử gì ống. Trả kem lại cho em hoàn tiền lại cho mấy chị. Được chưa? À, rồi ok chị Nguyễn Niềm. Ok chị yêu, để bạn chốt đơn anh.
Đấy. Đã có rồi này. Anh ơi, anh cho em miếng nước, cho em miếng nước. Ở đây em trộn cho mấy chị là kem ủ vừa thấm nhanh mà vừa tránh nhanh và gọi là siêu đổ mồ hôi, siêu tốt mồ hôi, được chưa? Mà nó thấm nhanh lắm chứ nó không có bớt tiết da gì hết nha mấy chị nha. Rồi xài xong bông